Má, sao ngày cả má cũng bỏ con? Tại sao? Tại sao chứ? Ông chủ à, có phải là tuyển hội viên không? Cậu có hứng thú sao? Vụ này do cậu ấy phụ trách, cỏ cậu ấy đi. Anh Nam, làm ơn cho cậu giấy chứng minh đi. Không bị chạy, hắn chính là tội phạm truy nã Billy. Họ nhận ra anh rồi. Anh muốn tốt thân cũng hơi khó đó. Anh cảm thấy thiên cơ có liên quan tới cái chết của sư phụ à? Cảnh sát. Có sao không? Mọi người theo tôi lên đây, kêu người tới bên kia coi thử. Tiếp trường, y sĩ, xảy ra chuyện gì vậy? Cô còn muốn cứu anh hai của cậu không? Tôi cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng. Canh chừng nó cho kỹ, đừng để nó tiếp xúc với người khác, cản trở chúng ta làm việc. Anh Cơ, anh giỏi thiệt. Anh ngắn theo dõi một mình Trương Cảnh Sơn, có thể biết luôn hành tung của đám ASU, ngay cả Tái Tư Ni. Sorry. Vài năm trước, hẻm sau tòa chung cư cũ, có hai đồng nghiệp bị giết, vụ án đó vẫn chưa phá án. Hai cây súng bị mất vẫn chưa tìm được. Tôi còn nhớ vụ án giết cảnh sát vào 2 năm trước. Thật ra trước giờ chúng tôi vẫn luôn để ý khu đó. Chỗ đó đã biến thành địa bàn của đám người Đa Má. Chúng tôi đã theo dõi họ trong đó có làm chuyện gì phạm pháp hay không. Tôi nghĩ chắc là hai anh nhìn lạ mặt quá, họ tưởng hai anh muốn tới đó bắt người. Sếp, có manh mối. Thật ngại quá, chúng tôi ra ngoài làm việc trước. Cảm ơn nhiều. Anh cảm thấy chúng ta bị bao vây là vì chúng ta tới bắt người đơn giản vậy sao? Tôi thấy không phải. Chúng ta vừa lên tới thì đám người đó cũng lên tới. Tôi cảm thấy có người muốn chặn chúng ta theo dõi Tống Thiên Cơ, cố tình kêu đám người đó đánh chúng ta. Với lại đúng đa phạm cũng có mặt. Nếu thật A Phạm đã có nghi vấn, còn về những chuyện khác, trước khi chưa có chứng cứ, tôi lựa chọn không tin. Có lẽ giống như anh Siêu đã nói, chúng ta bước vào địa bàn của người ta, vì vậy mới bị họ bao vây. Tốt. Sao lại dẫn tôi tới đây? Tìm người hả? Không, lần trước tôi và sếp Trương bị người ta bao vây chỗ này. Tôi biết là anh sống ở gần đây nên định dẫn anh tới coi thử coi có biết đám người đó có lui tới hay không. Không vấn đề, chuyện của anh tức là chuyện của tôi. Tôi cũng quen không ít người sống ở đây, để tôi giúp anh tìm đám người đó.
Ờ phải rồi, tôi có để ý tòa chung cư này có gắn rất nhiều máy ghi hình, không biết có quay được tình hình lúc đó không hả? Chắc là có đó. Hay là anh nhờ đám đồng nghiệp xin thử coi, rất có khả năng sẽ bắt được đám người đó. Tốt nhất là mau chóng bắt hết họ, không phải ở đây làm sằng bậy. Trời, sao lại có bom nổ nữa vậy? Ăn đồ ăn đi. Anh Cơ à, thật ra anh định cứu anh hai tôi bằng cách nào? Anh Cơ, anh định sử dụng áo khoác bom nổ này để làm gì? Nghe máy, có gì xin để lại lời nhắn. Alo Phạm à, khi nào rảnh đây? Tôi muốn trước khi cậu đi, mình cùng ăn một bữa cơm. Nếu rảnh thì gọi cho tôi. Bye bye. Gửi tin nhắn nói cho hắn biết là cậu không rảnh. Tôi phải đi rồi, không kịp để ăn cơm với anh. Cảm ơn anh. Bỏ đi, cô đừng tự gạt mình nữa. Cô có cảm giác gì với bạn trai tôi? Tôi làm gì không nhìn ra được? Tôi có nói sai không? Nhỏ mập, cô không sao đấy chứ? Trả cho cô đó. Lần trước giúp ba cô bỏ đồ tôi bất cẩn làm rớt ra thôi, đúng lúc giữ lại giùm cho cô thôi mà. Thật ra cũng đã qua nhiều năm rồi, cô cũng nên buông chuyện này xuống đi. Cô nghĩ coi, anh hai cô mà nhìn thấy cô giúp cho anh hoàn thành được tâm nguyện này, anh sẽ vui mừng lắm. Làm việc thì làm việc, nhớ cho kỹ, cho dù sau này có thấy chuyện gì không vui cũng được, chúng ta làm anh em. Cái vai của tôi luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho cô. Tôi biết rồi. Làm gì ngồi đây đơ người ra vậy? Có chuyện rồi. Là chuyện gì chứ? Phô Trương và Nana đã chia tay. Vậy thì tốt rồi. Vậy tức là cô đã có cơ hội. Cô đừng có nói bậy bạ nữa mà. Có gì mà phải phiền não chứ. Chuyện Nana và Phô Trương đã chia tay, Phô Trương mất hết tâm trí, nên tôi đã chạy đi tìm Nana để nói chuyện. Ai ngờ Nana nói nguyên nhân mà họ chia tay là vì tôi đó. Vậy tức là cô đã bị cổ nhìn ra được rồi. Phô Trương có biết chuyện này không? Gần đây ảnh có làm hành động nào đặc biệt với cô hay không vậy? Dĩ nhiên anh không biết rồi.
Ảnh cũng giống như ngày thường vậy, rất tốt với tôi. Vậy cô có muốn ảnh biết không? Tôi không biết. Ôi, phiền quá đi. Mấy chuyện tình cảm này sau này cũng phải tự mình cô quyết định. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là đừng hối hận. Tôi sợ lắm. Sợ sau cùng hai người cả bạn bè cũng không làm được. Nếu như tới sau cùng chúng tôi không ở bên nhau được, vậy thì mọi thứ sẽ bị phá hỏng hết. Alo ba. Ngày mai tối ba không có gì làm, con về nhà ăn cơm chung với ba đi. Tại sao ba lại chắc chắn con sẽ rảnh rỗi vậy? Có phải là ba ăn cơm với con cũng phải đặt lịch hẹn không? Không nói nữa, tối mai gặp. Ba của cô lại hẹn cô ăn cơm hả? Không phải hẹn, mà là mệnh lệnh. Alo. Anh Trệ à, tờ chi phiếu đóng tiền nhà của anh đã viết sai ngày rồi, nên không chuyển tiền được. Thật ngại quá, ngày mai tôi viết lại tờ khác cho anh nha. Hay là vậy đi, anh trực tiếp đưa tiền cho chủ nhà luôn vậy. Cô đang ở nhà kế bên của anh đó, căn 25A. 25A? Silver. Tối mai anh có hẹn với ai không? Em muốn dẫn anh đi gặp một người. Chào cô Hà. Chào cô Hà. Chào cô Hà, để tôi dẫn hai người lên trên. Bộ đây ai cũng biết em sao? Thật ra thì tòa nhà này là của ba em. Công ty của ba có kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, ở đây là một trong số đó. Con cảm thấy là mấy hạng mục sắp tới mình có thể thực hành trước rồi. Sau đó... Chào ba. Sao trễ vậy con? Cả nhà đợi con lâu lắm rồi. Giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai của con, anh Tề. Xin chào bác trai bác gái. Lần đầu tiên gặp mặt, có một chút quà nhỏ. Sao khách sáo vậy? Đối với rượu giang tôi rất kén chọn. Cậu rất là đồng nghiệp của Silver phải không? Ngồi đi. Dạ phải bác gái. Có án cảnh đội phụ trách việc nhận nuôi chó, cho nên con với Silver cũng thích nuôi chó. Vậy cậu cảm thấy cậu có bản lĩnh gì, hoặc về mặt phương diện nào xứng với con của tôi hả? Ba à? Bác trai này nói giỡn với hai người thôi. Yên tâm không có gì đâu. Bác trai đừng có giỡn với họ nữa. Bác coi kìa, Hồ tới xếp Tề đây mặt tái hết trơn rồi. Gan nhỏ như vậy sao bên cạnh bảo vệ con gái của bác được? Silver à, bà con đang nói giỡn với con đó. Bác không phải muốn làm khó con. Đối với bạn trai con, bác càng không có bất kỳ định kiến nào. Con cũng đã lớn khôn rồi, không lẽ con chọn bạn trai cũng cần ba phê duyệt sao? Cho dù ba giúp con chọn sẵn, bộ con chịu nghe ba nói sao? Ý của ba tức là... Thật ngại quá không luôn. Vốn dĩ bác định kêu con tới là muốn nói giúp con chuyện kết duyên với Silver, nhưng mà con cũng thấy bác đã cố hết sức rồi. Dạ thưa bác, cảm ơn lòng tốt của bác. Có thất vọng hay không thì có. Chuyện tình cảm là như vậy mà, đâu thể nào miễn cưỡng được. Dù cho ba cô không nói cũng vậy thôi. Silver nhiều lúc cứng cổ lắm, tôi nghĩ nên biết cách chiều nó. Cố lên cậu Tề. Ba, con thật là không ngờ ba. Không ngờ ba lại thông thoáng, rộng lượng tới vậy sao? Xem ra hai cha con chúng ta nên tìm hiểu thêm mới được đó. Ba có thời gian sao? Con á, thì ba chỉ có một mình con. Ba không lý nào chỉ lo biết kiếm tiền mà không lo hạnh phúc của con. Tuần sau á là dỗ má con rồi. Thì ra là ba vẫn còn nhớ ngày dỗ của má. Nếu như má con còn ở đây, nhìn thấy con làm những gì mà con thích, thì chắc chắn má của con sẽ rất vui mừng. Con xin lỗi ba. Thì ra bấy lâu nay con đã hiểu lầm ba rồi. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ luyện cho cơ thể thật tốt, vậy thì tôi có thể bước tiếp cùng anh. Wow. Anh cần tập thì tôi tập cùng anh. Thể trạng tốt cỡ nào tôi cũng sẽ tốt hơn anh, vậy tôi mới có khả năng tiếp tục chăm sóc cho anh.
Thế gian này còn nhiều thứ đáng để cô đi làm, cô đừng lãng phí thời gian nữa. Tôi nghiêm túc đó. Đi theo tôi. Vào đi. Anh xem nè. Cô lại chơi trò gì nữa đây? Anh thấy tôi giống chơi hả? Tôi biết cô không phải. Nếu mới không muốn cô manh động nhất thời. Tôi đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng. Tôi biết bệnh tình của anh tệ nhất là sẽ như thế nào. Nhưng tôi đã quyết định cùng anh đi đối mặt với nó. Cho nên là tôi không những phải tập luyện tốt cho bản thân, tôi còn thuê cả chỗ này. Rồi sau này chúng ta có thể dọn qua đây ở. Hả? Nội thất của khu này rất tốt đó. Gần đây có bệnh viện, dưới lầu có công viên. Qua đây. Qua đây. Ở đây là đã tân trang sơ bộ rồi. Trên tường đã cài đặt tai vịn. Còn nữa, tôi đã để dành chỗ hết. Cho dù sau này có ngồi xe lăn đi nữa thì cũng tiện để ra vào. Căn nhà này sẽ được cải tạo thành căn nhà vô trở ngại, toàn bộ điều khiển bằng máy móc. Dù tôi có đi đâu thì cũng khỏi phải lo lắng. Cô không cần gì tôi mà làm nhiều như vậy. Ôi, anh cũng biết con người tôi rồi. Chỉ cần tôi thấy chuyện đó đáng thì tôi có thể bỏ mặc hết tất cả. Tôi đã đăng ký học lớp cấp cứu và lớp hộ lý rồi. Dù anh có chuyện gì tôi cũng sẽ xử lý được hết. Cảm ơn cô đã vì tôi làm nhiều như vậy. Nhưng nếu tôi có bệnh thật, không những không cho cô được hạnh phúc mà còn trở thành một gánh nặng của cô. Đủ rồi. Vậy thì bây giờ anh gánh tôi trước đi ha. Tới lúc đó thì quên. Hạnh phúc tôi cần rất đơn giản. Tôi có thể bỏ hết tất cả, nhưng mà tôi muốn được ở bên anh. Sinh mạng của tôi đang đếm ngược từng ngày. Sao cô phải chọn con đường khó đi như vậy? Để làm gì chứ? Bởi vì trên thế gian này mỗi người đều đang đếm ngược sinh mạng của họ. Nhưng không một ai biết được ngày nào là ngày cuối. Có thể tôi đi trước thì sao? Nên mình phải trân trọng mỗi một ngày được bên nhau của chúng ta, hiểu không? Hãy hứa với em, anh hãy đi làm xét nghiệm toàn thân. Cho dù kết quả thế nào thì mình sẽ cùng nhau đối mặt. Trạm tiếp theo, sân bay. Xin hỏi cô dùng gì? À, cho tôi một ly soda đặc biệt. Dạ được, làm phiền cô đợi chút. Cảm ơn. Thưa cô, nước uống của cô đi. Sao anh lại ở đây? Muốn gặp được em, anh có thể làm bất cứ điều gì. Anh có chuyện muốn nói với em sao? Anh muốn biết sao em lại dễ dàng chia tay như vậy chứ? Dễ dàng? Thật ra chỉ 2 năm thôi mà. Sao em không tin vào chúng ta chứ? Vậy thì anh không hiểu gì hết. Diễm có thể cho anh một lý do chính đáng có được không? Thật ra hôm đó em nói em chuyển bộ phận là thực ra em muốn nghe anh nói anh không muốn em đi. Anh muốn em tiếp tục ở bên cạnh anh.
Nhưng anh lại nói với em là em đi đi, anh không cần suy nghĩ tới. Điều đó chứng minh rằng em không hề quan trọng đối với anh. Em được cơ hội làm việc tốt như vậy mà, tất nhiên anh phải ủng hộ em rồi. Thật ra anh làm vậy thì sai ở chỗ nào hả? Anh không hề sai, nhưng mà những điều này không phải điều em muốn. Em chỉ muốn anh nghĩ cho em nhiều hơn, mặc kệ thân Khải Tình thôi. Tại sao? Tại sao phải kéo anh Thân vào chuyện của chúng ta chứ? Thật ra từ đầu anh và anh Thân chỉ là anh em biết mà. Anh xem cổ là anh em, nhưng người ta không phải. Cô ấy nghĩ sao anh không kiểm soát được? Anh không biết là em có tin hay là không. Thật ra không phải là em không tin tưởng anh, nhưng anh có hiểu không? Em phải đi Dubai 2 năm, nhưng chỉ cần em nghĩ tới hai người tụi anh suốt ngày ở chung với nhau thì em thà là chia tay. Em xin lỗi, em phải lên máy bay rồi. Bye bye. Mọi người chú ý, bây giờ ông chủ sẽ thuyết trình cho mọi người về sự sắp xếp của hai hành động ngày hôm nay. Mọi người lần này phải khẩn trương lên một chút, lưu ý nghe những gì tôi nói. Có gì không hiểu, không rõ phải lập tức giơ tay lên hỏi tôi, đã rõ chưa? Rõ. Điều thứ nhất, hôm nay có vợ của tổng thống của nước châu Âu Sydney tới Hồng Kông. Số chuyến bay AB3233 ETA 1100. Vợ của tổng thống có đội bảo vệ của riêng mình, nhưng mà cổ không nằm trong danh sách quốc tế của những yếu nhân cần được bảo vệ. Tóm lại, khi chuyến bay hạ cánh thì trách nhiệm bảo vệ xung quanh khu vực của khách sạn sẽ là đội ASU của chúng ta phụ trách, đã rõ chưa? Rõ. Sếp, cô ấy đến Hồng Kông với mục đích gì chứ? Cô đến lần này vì lý do cá nhân, chủ yếu là thăm người thân. Cô ấy vốn là người Hồng Kông 20 năm trước để lấy chồng qua Sydney. Để phụ trách hành động lần này. Ok, tôi sẽ lãnh đạo. Sếp Quang, anh là phó chỉ huy, phụ trách khu vực bên trong. Rõ. Lý Sĩ. Có. Sếp Thông. Có. Đủ Đô. Có. Ông Cao. Có. Bốc Phét. Có. Ngân. Có. Anh Cẩn. Có. Hiền. Có. Anh Bách. Có. Các anh phụ trách bên ngoài, cao độ tuần tra. Rõ chưa? Rõ. Sếp OK, anh ra đó hỗ trợ, thông báo luôn cho sếp T, dắt theo Duki ở bên ngoài tuần tra. Có động tĩnh gì lập tức báo cho tôi biết. Rõ. Mọi người hãy nhớ, cần tới ASU của chúng ta hỗ trợ, tỷ lệ mạo hiểm chắc chắn rất cao. Đã rõ chưa? Rõ. Rõ chưa? Rõ. Tốt. Vụ thứ hai, tội phạm truy nã quốc tế màu đỏ Noman Kia Malik hôm nay sẽ bị giải về nước xét xử. 1200, bên trại giam sẽ đưa hắn qua cho cảnh sát sân bay chúng ta. Chúng ta sẽ giải hắn lên máy bay. Anh Cửu, anh là ông chủ của trụ sở, anh phụ trách chỉ huy hành động lần này. Nói cho anh em nghe về sắp xếp của hành động này đi. Anh Dĩ, anh phụ trách làm phó chỉ huy hành động này. Đó. Anh Hòa, anh phụ trách dẫn theo anh Thân và Phô Trương, phụ trách phong tỏa ngoại tuyến nghe chỉ thị của tôi. Đó. Khi tới khu cấm sân bay thì cùng Sâm và Long dẫn kẻ phạm tội đó lên máy bay. Hãy nhớ, nhất định phải buộc thật chặt. Đó. Tôi sẽ thông báo đồng nghiệp đội chim mưng sẽ cảnh giác trên tuyến đường dọc theo đội của chúng ta. Rõ. Đồng nghiệp cục xuất nhập cảnh và sân bay lát nữa sẽ tới sở cảnh sát sân bay giúp kẻ tội phạm đó làm thủ tục xuất cảnh, sau đó sẽ đưa vào khu cấm sân bay. Sếp, hôm nay là ngày biểu diễn của ASU chúng ta, cho nên mọi người phải chuẩn bị sẵn tinh thần, có được không? Yes sir. Ở Sydney bên châu Âu xảy ra biến cố, chống lại lực lượng chính phủ chiếm quốc hội. Easy, ở đây vị trí nào? Hoàng hậu đã đến. Còn 5 phút nữa là đến hoàng cung. Nghe rõ. Hoàng đế sắp đi ngang, canh sẵn sàng đi. Chúng ta đi thẳng về phía trước,
rồi quẹo trái đầu đường chuẩn bị. Sô tham. Tiểu hoàng tử, ra tay. Cảnh sát đứng lại. Tôi quen người này. Thưa lỗi với hắn đi. Phạm ơi, anh đến đây làm gì vậy? Anh Hiếu, tên tội phạm ở trên xe là anh trai của tôi, thả anh của tôi ra đi. Người bên trong xe là tên truy nã quốc tế đó, hắn là anh trai của anh hay sao? Phạm Phan à. Anh có biết là mình đang làm cái gì hay không vậy hả? Cướp xe chở tù nhân là một tội rất nặng. Anh đầu hàng ngay lập tức đi. Tôi kêu anh thả anh ra đi. Anh Phan, đi. Chỉ cần tôi nhấn vào công tắc này, quả bom sẽ phát nổ. Lúc đó chúng ta chỉ có chết chung với nhau thôi. Yên tâm đi, quả bom này là giả thôi. Nhưng bọn ASU không phân biệt được đâu. Lúc đó nhờ cậu phân tán sự chú ý của họ, tôi và Lôi Thần sẽ tiếp ứng cho cậu, cùng nhau cứu anh trai cậu. Sếp Dương, để di chuyển phu nhân tổng thống sang phòng của tầng lầu khác. PC chiến đội gồm Đủ Đô, Ngân và Cảnh đang đối đầu với phần tử khủng bố ở trên tầng 20. Tạm thời biết được bọn khủng bố có 5 người. Sếp Dương, chỗ anh Cửu có chuyện rồi. Anh Cửu, tình hình thế nào? Tôi cho OK và bóc phép tôi hỗ trợ ca. Nếu có gì cần lập tức gọi trợ giúp. Quan trọng là các anh em phải an toàn. Mọi người ở đây giao lại cho anh Dũng chỉ huy. Hay Sâm, đi theo tôi. Đó. Đó. Tiên cơ, đầu hàng đi. Thiết Nam đi theo tôi. Số còn lại hỗ trợ. Được. Ok. Bọn chúng trốn theo nhiều hướng, chúng tôi chia ra đuổi theo.
Anh Dũng, tôi với bốc phét đã vào vị trí, đã quan sát xung quanh rồi, không có vẻ sẽ có người tiếp ứng hắn. Anh Hiếu, tôi cầu xin anh mau thả anh của tôi ra đi. Nếu không thì tới lúc đồng bọn của tôi tới sẽ phiền phức lắm đó. Tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại biết tôi ở đây chứ? Cậu làm bạn với tôi, có phải muốn lợi dụng tôi để cứu anh của mình hay không hả? Tại vì anh Cơ nói nếu không làm vậy sẽ không còn cách nào nữa. Anh ta chỉ gạt cậu mà thôi. Anh ta dụ cậu tới đây là muốn phân tán sự chú ý của chúng tôi, muốn cậu làm bia đỡ đạn mà thôi. Anh ta sẽ không tới đây cứu cậu và anh của cậu đâu. Anh gạt tôi, anh gạt tôi. Thả anh ra đi. Đừng đi. Nếu không tôi sẽ kích nổ quả bom này. Đứng lại. Sĩ quan. Làm yên. Anh phải đừng có làm vậy. Đừng dạy mà làm nhiều chuyện điên rồ nữa. Đừng có làm như vậy. Em cũng không muốn anh ở tù đâu. Anh cũng không muốn em ngồi tù đâu mà. Chúng ta vẫn còn cơ hội đó. Chúng ta còn phải cùng nhau trở về nhà nữa. Và hỗ trợ. Yes sir. Bà mà, tôi sẽ giúp cho cậu mà. Tin tôi đi. Bỏ súng xuống, đầu hàng đi. Quay người, quỳ xuống. Đặt tay lên đầu. Từ từ bước tới đi. Đưa tay ra sau lưng. Quỳ xuống. Đứng lên. Lôi thần, bảo, granada đâu? Tại sao lại khởi động vậy? Rõ ràng anh Cơ nói là bom giả mà. Bình tĩnh đi. Đừng có động vào nó. Đừng nhúc nhích. Anh Hiếu à, cứu tôi đi. Tôi không muốn chết đâu. Sếp Khu à, còn bao lâu nữa sếp mới tới? Còn 15 phút nữa. Không kịp nữa rồi. Quả bom đã được khởi động rồi. Còn chưa đầy 5 phút nữa thôi. Anh Hòa, cho tôi thử đi. Cô chỉ mới học lớp tự luyện thôi mà. Có đủ tự tin không vậy? Tôi được mà. Đừng nhúc nhích, nhìn vào tôi. Anh Cửu à, anh Thân sẽ hỗ trợ gỡ bơm, toàn bộ xe sẽ lái tới vị trí an toàn. Anh bình tĩnh lại, tôi tới để giúp anh. Từ từ quỳ xuống. Bây giờ sếp Khua sẽ video call cùng với cô đi gỡ quả bom. Anh Thân. Yes sir. Thả lỏng. Cô xoay ống kính điện thoại cho tôi nhìn thấy quả bom có được không? Người chế ra quả bom này đã cố ý dùng dây điện thoại cùng một màu để người khác không dễ gỡ được. Nhưng mà loại bom này chế tạo rất đơn giản. Chỉ cần cắt đứt sợi dây điện cấp điện cho nguồn kích nổ vậy là được rồi. Anh Thân, cô học cách tìm sợi dây điện đó như thế nào chưa? Dây điện cấp điện sẽ có tỏa nhiệt. Đúng. Cô chạm vào sợi dây nào thấy nóng thì cắt đứt nó là được rồi.
đừng gấp. Quan trọng là cứ bình tĩnh và cắt nhanh. Phu Trương, chạy đi, sẽ mất mạng đó. Tôi không biết với chữ chạy đâu. Sau khi cô gỡ được quả bom rồi, vậy tôi viết sao đi? Là sợi này. Ghi nhớ, là chuyên gia gỡ bình giỏi là phải tin vào trực giác của mình. Cô Trương, cơ hội cuối rồi, có chạy không? Muốn được chết chung với cô đó, nhỏ mập. Dung Nghĩa, tôi đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi. Giữa tôi với anh nhất định phải có sự kết thúc. Tại sao tôi mất hết tất cả? Tại sao tôi không thể làm cảnh sát? Tất cả là tại vì anh. Anh làm như vậy có ích sao? Tôi phải cho tất cả mọi người biết, cho dù tôi mất đi đôi chân, tôi không được làm lính, tôi cũng chiến thắng tất cả các anh. Là tôi có lỗi với anh. Anh bỏ súng xuống đầu hàng đi. Anh muốn tôi bù đắp thế nào, tôi cũng sẽ trả lại cho anh. Vậy thì anh trả đôi chân lại cho tôi đi. Chuyện gì vậy? Tôi không nhìn thấy gì. À, sao rồi? Bắt chân trúng đạn, chịu đựng được. Easy. Bây giờ anh bỏ súng xuống, còn có thể quay lại được. Nhưng nếu anh giết cảnh sát thì cả đời của anh coi như xong. Anh không phải cảnh sát đầu tiên mà tôi giết. Mã Dung Nghĩa, anh khiến tôi mất hết tất cả, tôi trả lại hết cho anh. Hãy
怀内有使命志意，磨练永未完，一分一秒全为每种场面。回头望昨天，磨练与理想重叠，无惧怕面前每一种挑战，前面悬崖亦要完成目标。每段考验，每段冲线，一切的磨练，才能成全着一切重要，才能维持信念。流泪带着血痕抹掉了，从没有想要他人知，我交出全部心跳，用两手来维系一个信念。